Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đẹp ATZ. Tôi là Lương Tuân ạ, rất vui khi lại đồng hành cùng với bà con cô bác và quý anh chị trong các cái chuyên mục chia sẻ. Thì Lương Tuân luôn luôn đi khảo sát thiết kế phong thủy cho tất cả mọi người, gia đình trên toàn quốc. Thì hôm nay rất hân hạnh chia sẻ đến bà con cô bác chúng ta một cái mẫu nhà vườn máy Thái với thiết kế 4 phòng ngủ. Và đặc biệt cái ngôi nhà này thì có một cái phòng thờ trên gác lửng để tiết kiệm không gian bên dưới để cho các phòng nó thoáng đạt hơn. Đấy, đồng thời cũng có bố trí một cái cầu thang lên gác lửng đó. Nhà Đẹp ATZ đã về khảo sát đất cho gia đình nhà anh Hoàn Chị Thu tại Thanh Hóa, thì đồng thời cũng nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng cũng như cái kinh phí để anh gia đình đầu tư và thông tin tuổi tác của trạch chủ như thế nào để chúng tôi dùng các thiết bị công nghệ cũng như là các kiến thức của mình để chia sẻ cũng như nắm bắt tâm tư để chia được các cái phương án để anh chị chốt được một cái phương án cho chúng tôi. Thì hôm nay được vinh dự được chia sẻ đến cái mẫu này để cho mọi người tham khảo. Ta có một cái mẫu nhà Lương Tuân sẽ nghĩ là rất phù hợp với mọi người, nhất là những gia đình ở vùng nông thôn ngoại ô có một khu đất rộng. Hôm nay thì chúng tôi đã làm hoàn thiện được rồi, chúng tôi chia sẻ lên để mọi người chúng ta nắm bắt có cái gì hợp đồng quan điểm với quý vị thì chúng ta tham khảo để chúng ta lựa chọn những cái mẫu nhà phù hợp cho gia đình mình. Nhà Đẹp ATZ là luôn luôn cùng lắng nghe cái ý kiến của mọi người để nắm bắt được cái tâm tư để chúng tôi cái công việc thiết kế để hỗ trợ cho các gia đình chúng ta trong quá trình làm nhà. Thì không lâu nữa, bây giờ chúng ta hãy vào chi tiết của video để chúng ta ngắm toàn bộ cái ngoại thất cũng như cái công năng nội thất bên trong, chúng ta tham khảo. Xin mời. Bạn thân mến, ngày nay, các mẫu nhà vườn ngày càng được nhiều chủ đầu tư lựa chọn xây dựng bởi sự sang trọng, đẳng cấp cùng không gian sống thư thái, hòa quyện với thiên nhiên mà nó mang lại. Dù chỉ có một tầng, nhưng vẫn đảm bảo không gian và công năng sử dụng cho tất cả các thành viên trong nhà. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu thiết kế nhà vườn một tầng vừa được chúng tôi hoàn thiện và bàn giao hồ sơ thiết kế cho gia đình anh chị Hoàn Thu tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Ngôi nhà vườn một tầng mái Thái gây ấn tượng mạnh với nét hiện đại, trẻ trung mà tiền rộng rãi. Tổng diện tích sử dụng là 165m², chưa tính khu vực sảnh, và có một gác lửng phía trên nên không gian bên trong rất thông thoáng. Công năng được bố trí bao gồm một phòng khách, một phòng thờ bố trí trên gác lửng, 4 phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng bếp và 2 khu vệ sinh chung. Công trình được thiết kế 2 sảnh với 2 lối tiếp cận, một sảnh chính phía mặt tiền chính và một sảnh phụ phía bên hông. Bên hông được nối với phần sân và căn nhà cũ đang có của gia đình, tạo một khoảng sân vườn rộng rãi, ấm cúng. Bố trí 2 sảnh không chỉ tạo sự cân đối, hài hòa hay thuận tiện trong quá trình sử dụng mà còn đảm bảo yếu tố phong thủy nữa đó quý vị. Diện tích rộng rãi, mặt bằng công năng bố trí khoa học, hợp lý là một trong những ưu điểm lớn của mẫu nhà này. Công trình được thiết kế mở, hòa mình với thiên nhiên. Hệ cửa chính và cửa sổ phòng khách được sử dụng cửa cái gỗ, kết hợp kính an toàn 2 lớp. Hệ cửa này hiện đang được các gia chủ lựa chọn sử dụng rất nhiều bởi sự trang trọng, tiện nghi mà nó mang lại. Toàn bộ các cửa còn lại được sử dụng hệ cửa nhôm kính Sinfa. Với hệ cửa này, không gian trong nhà luôn thoáng và sáng, dù ở bất kỳ vị trí nào, thì các thành viên trong nhà luôn có những view nhìn đẹp mắt ra khuôn viên sân vườn bên ngoài. Quả là một không gian sống lý tưởng đúng không các bạn? Sự thu hút của ngôi nhà còn được thể hiện qua hệ mái Thái đổ sộ, cùng những khối mái lớn nhỏ, chính phụ xếp chồng khéo léo, giật cấp ấn tượng, cho đến những đường kẻ chỉ, đường gờ phào xung quanh nhà, phân cách các mảng tường với những chất liệu và màu sắc đối lập, tạo sự tương phản, hút trọn mọi ánh nhìn từ những người đối diện.
thì chúng ta vừa xem xong cái ngoại thất thì chúng ta bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta vào xem cái công năng, cái kích thước của cái mẫu nhà này. Có bề ngang là 10m, còn chiều sâu là 20,3m, với một cái thiết kế rất đặc biệt là nhà vườn nhưng vẫn có cầu thang, vẫn có một cái gác xếp để bố trí phòng thờ, có 4 phòng ngủ khác nhau, có một cái khu bếp, khu phòng ăn riêng rộng rãi thoải mái, có sảnh trước, sảnh bên, rất là phù hợp cái kiểu dạng nhà Mây Thái mà rất nhiều người ưa nhìn, cũng như là cái một cái ngôi nhà nó nhìn rất là trường, thiết kế hiện đại, vừa mang phong cách của hiện đại cũng như là phù hợp với những người làm nhà vườn ở quê, đủ đầy đủ công năng chức năng. Thì bây giờ chúng ta hãy vào chi tiết của công năng nhé. Khi bố trí mặt bằng công năng, ngoài yếu tố khoa học, hợp lý, đảm bảo công năng sử dụng, hành lang giao thông thuận tiện nhất cho tất cả các thành viên, thì yếu tố phong thủy cũng rất được chúng tôi quan tâm tới. Gia chủ sinh năm Nhâm Tuất, mệnh thủy, thuộc cung ly, đông tứ mệnh, trạch chủ có 4 hướng tốt và 4 hướng xấu. Căn cứ vào đó, chúng tôi bố trí hướng phòng khách, bàn thờ, bếp nấu, giường ngủ sao cho hợp lý nhất, đảm bảo tối đa yếu tố phong thủy, nhằm đem lại vượng khí, tài lộc, may mắn cho cả gia đình. Công trình được thiết kế với kích thước mặt tiền 10m chiều rộng và 20,3m chiều sâu, bao gồm một sàn chính và một gác lửng. Bước qua khu vực sảnh chính, với phần ngũ cấp được thiết kế cao ráo, ốp đá tự nhiên tạo thảm sang trọng, chúng ta đến ngay với không gian của khu vực phòng khách có diện tích 33m2. Do chỉ có một tầng, nên phòng khách chính là phần không gian sinh hoạt chung chủ yếu của tất cả các thành viên trong nhà, cũng là nơi tiếp đón khi có khách đến thăm. Chính vì vậy, khi thiết kế, phòng khách luôn được chúng tôi quan tâm đặc biệt nhất từ hướng cũng như cách bố trí nội thất. Ngăn cách bởi lam gỗ, phía sau phòng khách là khu vực phòng ăn có diện tích 29m2. Khu cầu thang lên gác lửng được bố trí khéo léo phía sau lam gỗ, nên không làm ảnh hưởng đến sự thông thoáng của không gian bên trong nhà. Tại phòng ăn, anh Hoàn, chủ đầu tư của công trình này còn bố trí thêm một cỗ ngựa gỗ như thế này, làm nơi nghỉ ngơi, thư giãn, cũng như trang trí cho ngôi nhà của mình thêm sang trọng, đẳng cấp. 4 phòng ngủ được bố trí thẳng trục phía bên phải phòng khách khi đi từ bên ngoài vào. Các phòng bố trí cạnh nhau để các thành viên thuận tiện hơn trong việc quan tâm, chăm sóc cho nhau, nhưng vẫn đảm bảo không gian riêng tư cho mỗi cá nhân trong nhà. Phòng ngủ số 1 là phòng rộng nhất có diện tích 16m2, 3 phòng còn lại đều có diện tích 12m2. Các phòng đều được bố trí các ô cửa sổ về các bên để lấy sáng, đối lưu không khí trong phòng, tạo sự thư thái, thoải mái nhất cho tất cả các thành viên nghỉ ngơi, thư giãn, tái tạo sức lao động sau mỗi ngày dài. Khu bếp nấu được bố trí tách biệt với không gian của nhà chính. Bếp được bố trí sảnh riêng, tạo sự thuận tiện trong quá trình sử dụng, sinh hoạt hàng ngày. Phía trên bếp nấu, gia chủ không lợp ngói mà đổ bằng để tách nước và thái dương năng. Bếp nấu được đặt tại vị trí tọa hung hướng cát theo hướng tốt của trạch chủ. Khu vệ sinh chung nhà anh Hoàn được bố trí phía cuối nhà, chia thành hai buồng riêng bố trí đầy đủ thiết bị, gồm một khu chính và một khu phụ, tránh tình trạng ách tắc hay phải chờ đợi vì nhà đông người, hay khi có khách hoặc có công việc tụ họp đông người, vẫn đảm bảo công năng sử dụng. Phía trên khu vệ sinh được bố trí gác lửng nhỏ để làm nơi để đồ, chứa các vật dụng không sử dụng tới của gia đình. Rất tiện lợi phải không các bạn? Phòng thờ được bố trí phía trên khu gác lửng cao 3m2 so với cốt sàn. Đây là vị trí cao giáo, vừa thể hiện sự tôn nghiêm, thành kính, vừa kín đáo, vừa ấm cúng, trang trọng. Bàn thờ được bố trí tại vị trí tọa cát hướng cát, theo hướng tốt của trạch chủ. Nếu thực tế, gia đình các bạn không thể bố trí vị trí này, chúng ta có thể bố trí tọa hung hướng cát, tùy vào thực tế để bố trí các bạn nhé.
chúng ta lại vừa đi xong hết cái video này rồi. Thì nếu có bất kỳ những cái thắc mắc nào, mọi người đừng quên comment, tương tác với chúng tôi qua các cái số điện thoại trên màn hình, cũng như là chúng tôi luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu để chia sẻ tâm sự, để tương tác với bà con cô bác chúng ta, để chúng ta được làm việc tương tác với nhau, được phục vụ bà con cô bác trên toàn quốc là niềm vinh dự của nhà đẹp ATZ chúng tôi. Thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký, nhấn like và chia sẻ các cái mẫu nhà đẹp này đến cho những ai đang chuẩn bị làm nhà, những người thân của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.